Chào các bạn, mà các bạn nghe tiếp cuốn sách, thực ra tôi rất giỏi trong bộ nhật ký trưởng thành của đứa trẻ ngoan. Câu chuyện thứ 20, vì sao tôi bị từ chối cấp visa? Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế Đại học Quốc gia, Lan ngay lập tức nhận được giấy gọi nhập học khóa học nghiên cứu sinh tại Đại học Harvard. Mọi thứ đến với cô vô cùng thuận lợi, tất cả đã chuẩn bị xong chỉ còn chờ ngày sang Mỹ nhập học. Nhưng không ngờ, cô hai lần liên tiếp bị đại sứ quán Mỹ từ chối cấp visa. Cô suy sụp tinh thần cả ngày nhốt mình ủ rũ trong ký Xá. người bạn thân khuyên cô lên tìm đến một công ty tư vấn nhờ giúp đỡ nghe lời khuyên của bạn cô tìm đến một công ty tư vấn giám đốc công ty nhìn nứt qua hồ sơ xin visa của cô một lượt thì thấy hồ sơ không có vấn đề gì cả sau đó ông yêu cầu cô kể lại chi tiết xem hai lần bị từ chối cấp visa diễn ra như thế nào lan cúi đầu mắt nhìn chằm chằm xuống đất giọng lý nhí kể lại khi cô còn chưa nói xong thì vị giám đốc đã ngắt lời nói Thôi cô không cần phải kể nữa Tôi hiểu vấn đề cô đang gặp phải rồi Thì ra vì là người hướng lội Lên lan không giỏi về kỹ năng giao tiếp hễ nói chuyện với người lạ Cô lại đỏ ửng mặt Mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện Điều này tạo cho người khác cảm giác Cô là một người thiếu tự tin Dựa vào kinh nghiệm của mình Vị giám đốc khuyên cô Bắt đầu từ hôm nay, cô hãy tập ba việc này cho tôi. Ngẩng đầu lên, mắt nhìn thẳng và nói to rõ ràng. Hai tuần sau, cô đến Đại sứ quán Mỹ xin visa lần thứ ba. Với những gì đã được tập tại công ty tư vấn, cộng với quyết tâm cao của mình, Lan ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng vào nhân viên xét duyệt visa, giọng to rõ ràng và trả lời trôi chảy mọi câu hỏi. Nhân viên xét duyệt visa tỏ vẻ nghi ngờ, ông xem lại ghi chép về hai lần bị từ chối trước của cô miệng lẩm nhẩm thiếu tự tin ăn nói lắp bắp không dám nhìn thẳng vào người đối diện hình như đây là người khác chứ không phải là người vừa được mô tả thì phải cuối cùng ông mỉm cười nói cô thật sự rất xuất sắc chúng tôi không có lý do gì để từ chối cấp visa cho cô cả Chào mừng cô đến với nước Mỹ. Cả quá trình này chỉ diễn ra trong đúng 5 phút. Qua câu chuyện trên rút ra được bài học trưởng thành. Khi chúng ta tự tin vào bản thân mình thì người khác cũng sẽ gieo mầm sự tin tưởng của họ lên chúng ta. Mời các bạn nhấn vào nút đăng ký và nút hình chiếc chuông để nhận thông báo khi có video mới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.